Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Khá là lâu rồi thì em Tuấn lại gặp lại quý vị và các bạn trong một video mới ngày hôm nay. Một, hai, ba ngày qua thì em Tuấn có tí việc bận. Và thứ hai là ở chỗ em nó mất điện luân phiên các bác ạ. Nên là đâm ra là không có quay clip giới thiệu quý vị và các bạn được. Và cách đây vài ngày thì em Tuấn có lên sóng trước đài GBC W100 màu đỏ. Và có nhiều bác có điện đến và rất thích cái đài này. Thế mà chưa thấy các bác nào chốt các bác ạ. Đấy, thì em cũng quay lại cho bác một lượt này. Nhiều bác hỏi là còn bao nhiêu phần trăm thì cũng rất là khó trả lời, vì đồ cũ thì theo khoảng độ 3-40 năm rồi thì nó còn như thế này. Theo em đánh giá thì nó khoảng 70-75% các bác nhé. Đấy là theo em đánh giá. Thế còn mình phải đánh giá theo cả cái giá trị thời gian của nó đã trải qua nữa, chứ bây giờ mình so sánh với độ mới thì rất là khó. Đấy, cây đài này cũng rất là đẹp. Và khi em lên sóng cây đài này thì rất nhiều các bác hỏi trước màu đen. Thì rất là tình cờ thì em Tuấn lại mới sưu tầm được, mới dọn lên được một cái màu đen. Trước này thì em chưa có dán tem các bác nhá. Đấy, khi nào em dán tem thì nó sẽ như thế kia. Đấy, em chưa có dán tem, chưa có lau chùi gì cả. Đấy, đây là mới sưu tầm về và còn nguyên bản. Đấy, nên em cũng giới thiệu với quý các bạn, bác nào đang hôm vừa rồi đấy có đặt em trước cái đèn màu đen này hoặc cái yêu thích dòng màu đen này thì có thể điện thoại cho em. Đây là một chiếc đang còn nguyên sơ mộc mạc, nguyên zin và thân nhựa cũng còn rất là đẹp, không hề bị bẻ dập. Đấy, vào buổi chiều nay thì em sẽ vệ sinh và dán tem cho chiếc đài này cho nó đẹp. Đấy, đấy, báo giá luôn. Chiếc đài này thì em giao lưu với giá khoảng độ 2 triệu các bác nhé. Đấy, chiếc đỏ kia thì 2 triệu rưỡi. Đấy, chiếc này 2 triệu thôi. Đấy, bác nào nhanh tay có thể cọc luôn hoặc là chốt luôn chiếc đài này cũng rất là ok. Đấy, cảm ơn quý vị các bạn đã luôn đồng hành và luôn theo dõi kênh. Và những chiếc đài đang còn sẵn ở trên cửa hàng đây thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng lựa chọn nhé. Đấy, tùy theo cái túi tiền của mình. Chiếc này là chiếc Panasonic CD810. Chiếc này thì có hai cửa băng các bác nhé. Loa zin và tất cả đều, mọi thứ đều zin hết, hoạt động tốt. Và có đường line in, zin theo máy. Thì chiếc này em giao lưu với giá 1.9 triệu. Chiếc Sony 365S ở dưới là một chiếc Sony cực kỳ đẹp các bác nhé. Để tìm được một chiếc Sony 365 đẹp như thế này thì cũng cực kỳ là hiếm ở trên thị trường Việt Nam rồi. Và cái model này thì rất ít gặp. Chiếc này thì em đã nâng cấp đường line in cho nó rồi và đang hoạt động rất tốt. Các bác nhìn độ mới của nó này. Chiếc này em đã có video riêng rồi nhé. Và chiếc này thì em giao lưu với giá 2.2 triệu. Ở phía dưới là chiếc Sony K300S, một dòng khủng bố của dòng Sony. Chiếc này thì có đôi loa to, nặng và chất âm mình cực kỳ là gấu các bác nhé. Chiếc này thì em giao lưu với giá 3.8 triệu. Giá rất là tốt. Đợt này em có giao lưu được cái chiếc này là giá rẻ, thế là em giao lưu cũng giá rất là rẻ đấy. Nếu mà mọi bình thường là phải hơn 4 triệu. Ở phía trước này là chiếc Nationan. Chiếc này thì là chiếc C32 các bác nhé. Đấy, thân vỏ thì cũng bình thường thôi, cũng không được đẹp mắt lắm. Thế nhưng mà hoạt động tốt các chức năng. Và đặc biệt là giá nó lại rất là hợp ví. Chiếc này chỉ có 1 triệu 6 thôi. Giá rất là rẻ. Bên cạnh đây là chiếc Panasonic một cửa băng CS710. Chiếc này thì em đã có video riêng rồi. Giá chỉ có 1 triệu 6 thôi nhé. Đấy, giá rất là tốt. Tiếng rất là hay bác ạ. Chiếc ở dưới là chiếc Sony 1033. Đấy, trước này thì một cái dòng Sony có cái form dáng gọn nhẹ dành cho bác nào thích sự đơn giản. Giá thành thì cực kỳ là hợp lý luôn. Chỉ có 1 triệu 3 thôi. Đấy, chiếc Sony 1033 nhé. Ở phía dưới là chiếc Sony 710S. Trước này em giao lưu với giá 2 triệu 2 nhé. Hoạt động hoàn hảo và đang còn tương đối đẹp. Ok. Và ở trên mặt tủ của em đang còn 3 chiếc Sony 3 cây gậy. Ở cái phân khúc tầm giá là 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu. Chiếc 5 triệu này thì đẹp không tì vết và em đang để chơi ở phía dưới đây. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua loại đẹp thì vẫn có thể là giao lưu. Còn hai chiếc trên này, chiếc này 3 triệu, chiếc này 4 triệu, tất cả đều chrome vẫn đang còn rất là đẹp nhá. Đặc biệt là chiếc 4 triệu này thì em đã có chiếc có video riêng rồi. Đấy, bác vào kênh của em xem. Ở trên mặt bàn em đây thì có một số cây màu đỏ dành cho bác nào thích sự trưng bày. Có những cái cây có video riêng rồi. Chiếc Sanyo WUL4 này 3 triệu 9 thì có video rồi. Chiếc Sanyo em mới nhập này, chiếc này thì chưa có video đâu. Chiếc này là WU4 này. Chiếc này là giá thì hợp lý hơn. Chiếc này hình như chỉ có 2 triệu 9 thôi. Chiếc Hitachi này cũng 2 triệu 9 này. Đấy. Giá rất là hợp lý luôn ạ. Một chiếc Hitachi đẹp WU4. Ok. Đấy, mọi chi tiết thì các bác xin liên hệ theo số điện thoại 0822 111 444 nhé.